Nếu giữ được gương mặt trẻ trung, nhưng Lâm Khánh Chi không thể ngăn nổi bộ phận này lão hóa. Mỗi khi trò chuyện, vùng da cổ của Lâm công chúa lại lộ rõ vết tích lão hóa ở ngưỡng tuổi tứ tuần. Lâm Khánh Chi là người đẹp chuyển giới nổi tiếng nhất nhì showbiz Việt. Sau gần 7 năm thay đổi hình hài, vẻ đẹp của công chúa họ Lâm được ngợi khen ngày càng hoàn thiện. Đặc biệt, dù tuổi tác đã ở ngưỡng tứ tuần, nhưng Lâm Khánh Chi vẫn giữ gìn được gương mặt khá trẻ trung cùng vóc dáng mảnh mai với những đường cong quyến rũ. Tuy nhiên, hiếm ai trên đời được trời phú cho dung mạo thập toàn thập mỹ, mà ngay cả với Lâm Khánh Chi cũng không ngoại lệ. Mặc dù giữ gìn được gương mặt mịn màng và vóc dáng nuột nà, thế nhưng công chúa chuyển giới không thể ngăn nổi sự lão hóa đang diễn ra rất mạnh trên vùng da cổ. Trong loạt ảnh được cắt ra từ clip mới đây, mỹ nhân họ Lâm liên tục để lộ vùng da cổ nhăn nhúm, chảy xệ mỗi khi cất giọng. Điều này chứng minh dấu hiệu tuổi tác không chừa một ai, kể cả là có chăm sóc sắc đẹp kỹ lưỡng như thế nào. Rất giữ gìn sắc đẹp nhưng Lâm Khánh Chi không thể ngăn nổi sự lão hóa trên vùng da cổ. Mỗi khi công chúa cất giọng thì dấu hiệu lão hóa càng lộ rõ nét. Thời gian đúng là kẻ thù của sắc đẹp. Mặc dù rất tự tin về ngoại hình, nhưng Lâm Khánh Chi vẫn để lộ rõ khuyết điểm. Trước đó, Lâm Khánh Chi được xếp vào hàng ngũ những ngôi sao có thừa độ tự tin về nhan sắc. Mặc dù dung mạo thường xuyên được mang ra đàm tiếu, nhưng công chúa luôn có đủ bản lĩnh để ngồi lên dư luận. Ở thời điểm mới chuyển giới, vẻ đẹp của Lâm Khánh Chi thường xuyên bị chê bai nam tính, thiếu mềm mại. Tuy nhiên, cô đáp trả dứt khoát. Tất cả khán giả, bạn bè, đồng nghiệp và người thân khi gặp tôi ngoài đời đều phải trầm trồ khen ngợi tôi đẹp, thậm chí quá đẹp để thi hoa hậu, chứ đừng nói là xấu như khán giả trên mạng bình luận. Đến thời điểm hiện tại khi nhan sắc hoàn thiện, thì độ tự tin của công chúa dường như ngày một lên cao. Cô tuyên bố dung mạo của mình không thua kém bất kỳ đối thủ nổi tiếng nào trong showbiz. Thậm chí gái chuẩn gặp còn phải hết hồn. Bây giờ tất cả mọi thứ của tôi đều hoàn hảo 100%, nhan sắc của tôi không thua kém bất cứ một đối thủ nào trong showbiz. Các chị em trong nghề bây giờ gặp tôi còn hết hồn, chứ đừng nói gì đến khán giả, họ Lâm thoải mái chia sẻ. Cô còn tuyên bố thêm, nếu ai kiếm được người 40 tuổi trẻ đẹp như tôi thì tôi cho 10 tỷ.